Xin chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay lại giới thiệu trở lại các bạn cái cây Hoàng Thảo Thái Bình đang hoa rực rỡ ở trong góc vườn. Đấy, em ấy lặng lẽ khoe sắc trong góc vườn. Cái này là một cái giò rất là to mà tôi ở trên một cái cục gỗ, tôi gác nó vào giữa hai cái thân của cái cây vú sữa. Đấy, năm ngoái những thân già nó tự nó khô. Đấy, năm nay thì cái thân đây là thân già vẫn tiếp tục đang ra nụ. Thực sự là không có phân thuốc gì các bạn ạ. Hoàn toàn không phân thuốc nhé. Cái này bởi vì nó thứ nhất là treo cao và nó chả phun phân thuốc lên đấy được. Chỉ có cầm cứ nếu mà thi thoảng thì được hàng ngày, còn nếu không thì có khi mấy ngày, 2-3 ngày mới cầm cái vòi xịt phun nước từ xa ấy. Đứng ở ngoài cách đây gốc cây này khoảng 2-3 mét phun nó lên, phun bằng nước máy vậy thôi, hoàn toàn không có một chút phân thuốc gì về cái cây này. Đấy, và nó vẫn đang như năm vừa rồi là ra được 4 thân tơ, 1, 2, 3, 4. Hiện tại đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 mầm gốc. Đang có 6 mầm gốc và có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân ra hoa. Vậy là cây Hoàng Thảo Thái Bình này là nó ra hoa ở những cái thân của mùa trước. Chứ còn thân tơ mùa này này không ra hoa đâu nhé các bạn. Chắc chắn là nó không ra hoa mà cái thân này nó phải sang năm nó mới ra hoa. Đấy, nó hoàn toàn ra thân từ năm ngoái. Đến sang năm thì cái thân này nó chút hết lá đi, tức là 2 năm nó mới chút lá, đến năm sau nó chút lá xong rồi nó mới ra hoa như thế này. Đấy, bông rất là to, mắt thì cực kỳ là đậm, phân thủy sạch sẽ, có sọc ở giữa. Mỗi tội là cây Hoàng Thảo Thái Bình này thì nó không có hương thơm. Đấy là cái điểm trừ của nó. Chứ nếu mà bông to mà lại như này, mũi trắng như này mà lại có hương thơm nữa thì chắc là cũng sẽ nhiều người thích lắm. Nhưng mà cây này thì không có hương thơm, chơi cảnh quan thôi. Nhưng mà cây này ấy, thì nó đặc điểm của nó là nếu mà có đủ không gian mà chăm sóc nó tốt ấy, nó có thể vươn dài cỡ khoảng 3 mét. Như cái cây này này như cái thân này nhá, thì nó đã dài khoảng 2 mét rồi. Nhưng chưa phải là cái thân mà to nhất, mà dài nhất. Có những cái thân mà người ta chăm tốt, nó vươn dài khoảng 3 mét, hơn 3 mét luôn. Cho nên là muốn chơi được một cái giò gọi là Hoàng Thảo Thái Bình này mà nó gọi là đúng nghĩa ấy, và không phải đúng nghĩa mà nó đạt cái mức phát triển tốt nhất, khủng nhất ấy, thì phải cần có cái không gian các bạn. Chứ còn những người nào mà kiểu như là ban công ban kiếc hoặc là vườn mini thì chắc chắn là nói đến Hoàng Thảo Thái Bình thì nên tránh xa, bởi vì nó cần một cái không gian quá lớn. Đấy, cần hoa này toàn 2 mét rưỡi 2 mét trở lên thì các bạn bảo là nếu mà lấy đâu ở chỗ cho nó. Lưỡi tuyết này. Đấy, nó bông tuyết luôn, rất đẹp, mắt cũng rất ấn tượng. Chỉ mỗi một cái tiếc là không có hương thơm đâu, chứ còn nếu mà nó mà có hương thơm này này, nhìn cái bông nó như này, trời ơi, cánh bầu đẹp chưa, cánh bầu mũi trắng. Đấy, phi điệp mà như này thì cũng chết đòn này. Đứng ở đây nhiều mũi quá. Đấy, cái Hoàng Thảo Thái Bình này nhá, thì đây nó cũng tự nó ra ki này các bạn này. Thân già này nó cũng tự ra ki, và nếu mà cắt khúc nhân ki là nó cũng nhân bình thường luôn. Nó giống hoàng thảo mà, nó không có gì đặc biệt đâu, cắt khúc nhân ki được hết. Có điều là cây này nó rẻ quá, chả ai nhân thôi. Chứ còn nếu mà muốn nhân là nhân được. Đây là nó tự ra ki nhá, không phải nhân. Đây, một cái thân già ra kia. Bây giờ nếu mà
cắt cái từ đây trồng nó xuống chậu, nó sẽ lên mầm gốc ở đây và cây nó phát triển bình thường thôi. 2 năm sau thì sẽ cho có một chậu hoàng thảo Thái Bình to tướng. Nói thật các bạn là tôi giờ tôi quên mất rồi, không nhớ là tại sao người ta lại gọi nó là hoàng thảo Thái Bình nữa. Chả biết nó có liên quan gì đến tỉnh Thái Bình không. Chắc là không, hay là như nào chịu, hay là cái tên Thái Bình nó mang ý nghĩa là quốc thái dân an, bình an, Thái Bình, đất nước Thái Bình không chiến tranh, kiểu vậy, hay là thế, không nhớ. Nếu bạn nào biết thì comment dùm cái nhé, bởi vì nói thật cây này tôi tìm hiểu cũng lâu lắm rồi, hay là mấy năm rồi nên bây giờ quên nhiều. Rất đẹp. Nói luôn là nếu mà bạn nào mà ở gần mà thích thì tôi có thể tặng cho cái key này nhé, về trồng. Chứ còn ở gửi xa thì tôi không làm được. Đây này, đây cũng là một cái thân hoàng thảo Thái Bình. Nhưng mà cái giống này lại là giống khác. Giống này là giống khác nhé. Giống này thì thân nó nhỏ hơn. Thân nhỏ hơn mà ngắn hơn. Hoa hình như là hạ mắt nó khác hơn chút. Nhưng mà nó chưa ra hoa. Đấy, tôi cũng buộc vào đây, chẳng chăm sóc gì. Còn bên này lại là cây ấy khác nhé. Bên này lại là cây phi điệp vàng. Đấy, còn đây là cây một giống, một loại hoàng thảo Thái Bình. Đẹp chưa? Chùm này quá đã luôn. Đấy, ốc sên bò cả trên hoa, ăn cả hoa luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 bông. Một chùm 25 bông. Chùm này được 2, 4, 6, 8, 10, 12. Chùm này được 12 bông. 2, 4, 6, 8, 10. Cái này 10 bông. Cộng với bên này 2, 4, 6, 8, 10, 12 bông. Tức là cứ mỗi một cành trung bình, một cần hoa nó trung bình khoảng 10 đến 12 bông. Như cái kia là hai cành trên một thân nên nó được khoảng 24-25 bông. Cái này thì cũng bị thui mất nụ này. 2 4 6 đây. Thui mất rồi, chỉ còn có 7 cái nụ thôi. Đấy. Hoàng thảo Thái Bình. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Chơi hoa mà cứ trồng mà nó cứ tự nhiên nó ra hoa, một ngày đẹp trời phát hiện nó ra hoa được như này là sướng rồi. Không va vấp thì nó đau đầu lắm, nhưng cái loại này thì chơi nó vui, nhẹ đầu. Mỗi tội là nó tốn diện tích và nó cũng không mang lại cái lợi ích kinh tế. Chứ còn lợi ích về tinh thần thì rất ok. Chơi được, vui được là được rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc các bạn luôn luôn có được sức khỏe, niềm vui và sưu tầm được nhiều cái giống lan phù hợp với điều kiện kinh tế và không gian, cũng như là khả năng bỏ ra thời gian để chăm sóc cây lan của mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn.